Cứ tới mỗi dịp thi cử là Ri lại muốn động viên tinh thần của các bạn sĩ tử Flory bằng một video tâm sự nó dài dài một chút. Và lần này thì Ri có làm một tập podcast rất là liên quan đến áp lực thi cử với chồng của Ri là anh Tu Villa. Thì hôm nay Ri sẽ ghép tiếng của podcast kèm với video để các bạn có thể vừa xem, vừa nghe, vừa thư giãn cũng như là có thể giải tỏa được một xíu áp lực ha. Podcast hôm nay của tụi mình sẽ nói về vấn đề là áp lực thi cử. Điều mà chắc hẳn các bạn lớp 9 hoặc là lớp 12 hiện nay đang phải trải qua với áp lực của kỳ thi đại học cũng như là kỳ thi tuyển sinh lên lớp 10. Và mình cũng nhận được một email của bạn Nguyễn Huy Hoàng. Bạn tâm sự về vấn đề áp lực thi cử như sau. Vì em sắp thi tuyển sinh vào lớp 10 mà năm nay là một năm vô cùng khó khăn cho các bạn cùng thi với em và bản thân em. Năm nay hầu hết thời gian là học online, thời gian học gấp rút. Không những thế, đi học còn bị áp lực từ những lời chửi rủa, chê bai của giáo viên dành cho học sinh, làm cho em mất dần đi động lực để học hành. Chị có thể cho em lời khuyên được không ạ? Em cảm ơn. Và đúng là cái thời gian này thì các bạn phải học online thì sẽ khó hơn mình hồi xưa rất là nhiều đúng không anh? Anh cũng nghĩ vậy. Nói chung là học online thì mình mất đi cái những cái tương tác khác. Coi như là khi học online, thật ra các bạn thấy á, học online bây giờ nó mất rất nhiều các giác quan của mình. Học online bây giờ mình chỉ còn có nghe và nhìn thấy một số hình ảnh nhất định trước camera thôi, chứ mình không có nhìn toàn cảnh như là ở đây là hai mình đang ngồi với nhau chẳng hạn. Mình thấy dễ dàng được cái cảm xúc của bạn, mình thấy cái vấn đề của bạn rõ hơn. Thí dụ như khi mình ngồi kế bạn, một bạn nào đó mà bạn đó có cái khó khăn gì đó mình nhìn ra ngay. Nhưng mà khi mình học online mình không biết. Nhiều khi bạn cũng không thể hiện cái đó ra rõ. Mà thật ra trong muôn vàng cái hình ảnh share screen được camera của rất nhiều bạn thì rất khó để biết rằng ai đang có vấn đề. Cho nên anh nghĩ là cái việc học online, cái bản chất của việc học online với những cái cơ sở vật chất hiện tại là nó đã là một cái áp lực cho các bạn trong thời buổi hiện nay rồi. Em cũng nghĩ vậy. Ở đây thì thấy là bạn Hoàng cũng bắt đầu đi học lại rồi đúng không? Và bạn Hoàng gặp khó khăn ở chỗ là giáo viên la mắng khá là nhiều. Em nghĩ cái này là một phần là do giáo viên cũng rất là áp lực, bởi vì họ trong một cái khoảng thời gian rất là dài và họ không có đảm bảo được cái tiến độ dạy học sinh. Tại vì dạy trực tiếp đã rất khó rồi, anh có đồng ý không? Tại vì dạy trực tiếp đã rất khó để các bạn có thể tiếp thu kiến thức cũng như là kiểm tra các bạn rồi, mà bây giờ còn phải học online là rất khó để kiểm soát cái tiến độ. Và thầy cô thực ra cũng rất là nóng lòng. Thường là anh đi học mà gần tới thi thì thầy cô có hay la mắng hồi xưa á? Cái chuyện đó thì nó thường xuyên luôn em. Và cái này đây, thứ nhất á, em cũng nghe câu chuyện của anh chị ha. Đó là không riêng gì em, mà anh tin là tất cả mọi người trải qua quãng đời học sinh hay sinh viên gì đấy đều đã từng bị thầy cô có những cái lời góp ý hoặc là la mắng, giống như đúng như cái từ của em nói. Tức là lúc trước á, là anh không biết là đội nhóm của anh học giỏi cho tới khi mà anh có được những con điểm tốt. Anh không biết rằng cá nhân anh thực sự giỏi cho tới khi anh có thành tựu. Bởi vì trong lúc quá trình mà mình học và mình làm việc hay gì đó, bất kể là lúc nào, thì những cái người xung quanh á, họ rất là dễ nhìn ra những khuyết điểm của mình. Về mặt tiêu cực, thứ nhất là mình lúc nào cũng vậy, ngay cả cá nhân mình thôi. Mình nhìn sang bạn, mình thấy bạn mang đôi dép xấu là mình biết liền luôn. Nhưng bản thân đôi dép mình cũng xấu không kém mấy, nhưng mình không thấy. Tuy nhiên á, là nó có một cái mặt tích cực khác mà anh nghĩ là Huy đúng không? Nên có thể là để Huy Hoàng. Đấy, anh xin lỗi Huy Hoàng. Thì bạn có thể để ý tới cái điểm này rất là quan trọng nè. Chính vì mình nhận được những góp ý đó thì mình mới thực sự là mình thấy được mình có vấn đề. Mặt tích cực ở đây là gì? Có thể là ok, là giáo viên họ có những cái câu từ nó không đúng với mình, hơi nặng quá đối với mình. Nhưng đổi lại, nếu như mà anh chị hay ba mẹ của bạn kỳ vọng bạn và có những cái và họ thấy rằng nó đang không giống những kỳ vọng, thường họ cũng sẽ la mắng thôi. Tức là chuyện đó là chuyện bình thường của con người. Và tùy vào cái kỹ năng kiểm soát ngôn ngữ của mỗi người mà người ta thốt ra được những cái từ ngữ nó như thế nào, vân vân, và nhiều yếu tố nữa. Nhưng mà đại khái, cái đầu tiên phải nhìn nhận rằng là đây, cái chỗ này nếu mình làm tốt mình sẽ không bị la. Đó là điểm đầu tiên. Điểm thứ hai là anh nghĩ rằng em có thể nghĩ như thế này nè. Nếu như mà học online á,
thì nhiều khi nó nghe hơi kỳ nha, nhưng mà anh nói học online bản chất là mình rất chủ động trong việc là tiếp thu ở chỗ này. Thí dụ lúc xưa khi mà mình học offline á, cái điểm mạnh là mình nhìn thấy mọi thứ, mình tương tác mọi thứ nhiều giác quan, mình sẽ dễ hiểu hơn, mình sẽ biểu lộ cái vấn đề của mình nó rõ hơn cho giáo viên. Giáo viên hiểu nhanh, hiểu gọn hơn, và đồng thời thì giáo viên cũng sẽ đỡ có những cái hiểu lầm đối với mình. Tuy nhiên là khi học online á, cái chuyện mà người ta hiểu lầm mình hoặc người ta có những cái phản ứng kỳ vọng thái quá đối với việc là tôi đã góp ý với bạn nhưng bạn vẫn không làm được, cái đó là chuyện bình thường. Thì em có thể chọn em nghe việc đó hay không, em không nghe việc đó. Nó giống như là giữa muôn rất là nhiều chục các học sinh đang mở màn hình lên, không phải lúc nào giáo viên người ta cũng nhận ra hết tất cả mọi người đang làm cái gì. Thì như anh nói, khi mà trong những lúc mà giáo viên góp ý cho em về mặt chuyên môn, em lắng nghe. Nhưng khi giáo viên có những góp ý mang tính cá nhân thì lời khuyên của anh em có quyền không nghe khoảng đó. Em có quyền hạ volume huống là hay cái gì đó. Anh nói cái đây không phải là một cái giải pháp lâu dài. Nhưng mà thứ nhất là trong ngắn hạn em biết rằng, để em nhớ rằng một điều là gì, thành hay bại là nằm ở em. Các giáo viên người ta chỉ mang đến cho em những cái bước đệm, những cái kiến thức cơ bản. Còn thành hay bại là ở việc của em. Và khi em biết, ok, em biết em vấn đề rồi, thì cái việc em tập trung vào những vấn đề nó quan trọng hơn là việc em nghe những cái lời nó tiêu cực. Cái đó là trong ngắn hạn đó với em. Là nếu mà em đang gặp một số giáo viên mà họ quá dùng những câu từ mà nó gọi là la mắng như em nói, thì anh nghĩ là em có thể chọn nghe hoặc không nghe vào tùy thời điểm nào. Nhưng hãy nhớ rằng em tỉnh táo. Và cái đừng quên cái lời khuyên đầu tiên của anh, đó là nếu mình làm đúng cái đó hơn trong lần sau, mình sẽ không nhận được những lời la mắng đó. Đó là cái kỳ vọng mà anh nghĩ về chuẩn mực của giáo viên và học sinh. Quan trọng là em nghĩ là mình phải đưa cái cảm xúc ra khỏi cái lúc mình nghe. Và cái đó là một cái mà em thấy là anh là người làm được khá là nhiều. Nhưng mà em là một người gọi là rất là cảm xúc, gọi là não phải phát triển rất là nhiều hơn não trái. Nên nhiều khi á, nghe những cái lời mà la mắng hoặc là những cái lời tiêu cực á, mình không có lấy được cái tâm trạng của mình ra khỏi cái lúc đó. Mình không có ghi nhận những cái về mặt logic, những cái về khách quan, mà mình cảm thấy nóng giận hoặc là mình bị ảnh hưởng bởi những cái lời đó, thì nó sẽ rất là dễ ảnh hưởng tới tâm trạng của mình, không phải chỉ lúc đó mà còn là sau này, hoặc là nó sẽ để lại một cái vết thương lòng nếu như là mình quá nhạy cảm. Nên là thực sự là cái ý kiến của Ri trong cái chuyện mà la mắng này, bổ sung thêm một tí xíu ý của anh Tu Villa, là khi mà mình nhận được những cái lời có nghĩa là không được hay lắm, không có được vui lắm từ giáo viên, thì mình ghi nhận nó một cách là về mặt thông tin, và mình cố gắng là mình không có ghi nhận nó về mặt cảm xúc quá nhiều, thì nó sẽ giúp đỡ mình hơn trong cái việc là gọi là cân bằng cảm xúc. Tại vì thực sự trong lúc thi thì cái cảm xúc của mình nó đã rất không cân bằng rồi. Bình thường mỗi lần mà tới cái dịp thi thì không biết anh sao, chứ em là mỗi lần mà tới dịp thi là tự động là em rất trì hoãn luôn. Có một lần em tâm sự với các bạn, năm ngoái em có làm một cái video tâm sự mùa thi cũng khoảng thời gian này. Em tâm sự với các bạn là cứ mỗi lần tới dịp thi, thậm chí sau này em đi làm, mỗi lần mà tới deadline báo cáo cuối tháng là từ đầu em sẽ rất rất trì hoãn luôn. Em sẽ bằng mọi giá không mở tập ra học. Em sẽ ngồi đọc truyện, mỗi lần tới dịp thi là số lượng truyện em đọc nó tăng lên hẳn. Hoặc là em chơi một cái gì đó, hoặc là bằng mọi giá em không mở tập ra để em làm. Và chuyện đó ảnh hưởng không tốt, dĩ nhiên. Nhưng mà cái tâm trạng đó nó không thể, nó rất khó để vượt qua luôn. Thì anh nghĩ là anh có từng bị cái tình trạng này, và anh có thể vượt qua như thế nào? Thật ra thì ai cũng sẽ bị tình trạng đó hết, ít hay nhiều thôi. Và cái phương pháp mình chọn, cái cách mình phản ứng với nó rất quan trọng. Thật ra như thế này nè, lúc trước á, là anh cũng bị y chang. Giống như anh nói là lúc trước anh vẫn không biết rằng nhóm bạn học của anh hay là chính anh có cái khả năng gì, cho tới khi anh đạt được cái điểm cao trong một cái kỳ vọng nào đó. Thí dụ như ở kết thúc anh đi thi đại học, điểm đại học anh cũng cao nên thầy cô khen ngợi, thì lúc đó anh mới nhận ra là ô, thật ra mình không tệ tới như vậy. Nhưng còn khi mình đi học á, là những cái lời mà nó tiêu cực nó tới với mình liên tục luôn. Thì đối với anh á, cái việc mà em bị cảm thấy là áp lực là từ những cái điều mình vừa mới nói ha. Và những cái áp lực đó nó làm giống như Huy Hoàng diễn tả là nó làm mất dần đi cái động lực của mình. Thì bây giờ đối với anh á, để mà mình xử lý cái đó thì mình phải
tùy cái cách mình chọn giải quyết thôi. Mà cuộc đời này nó lạ lắm, cái gì mà mình đẩy nó ra xa là nó tiến lại gần. Có nghĩa là nếu như em thấy rằng cái việc đó nó là một cái việc nó rất là tiêu cực, những cái lời thầy cô la mắng là không hay, và bài học thì sao mà nó khó ơi kinh khủng luôn, thì cái lời khuyên đầu tiên của anh á là em phải, trước mắt là em phải chấp nhận là em có vấn đề đã, để em coi là kỳ vọng trong cái việc thi cử của mình coi nó có phù hợp hay không. Anh đang nói về số đông thôi. Còn nếu như mà Huy Hoàng thấy là Huy Hoàng đặt một cái mục tiêu nó rất là cao vô một cái trường đại học điểm lấy chuyển rất là cao, thì chắc chắn mình phải chấp nhận một cái mức độ đau thương nhất định này, đúng không? Nhưng mà ngoài ra đó, nó có một cái việc mà anh thấy nó đóng góp rất quan trọng cho kết quả thi cử, đó là tâm lý của em. Khi mà em đang nói như thế này, thật ra cái em cần giải quyết trước là về mặt tâm lý, chứ không phải là về mặt kiến thức. Nếu như bây giờ em tiếp tục bổ sung kiến thức á, thì với cái tâm lý nặng nề như thế này thì anh nghĩ là cái việc học liên tục nó sẽ không tốt cho em. Mà thậm chí là anh nghĩ lên như thế này nè, em có thể là em giải tỏa nó bằng cách là em nói rõ với những người thân xung quanh em. Xung quanh em nha, là những người có thể tác động tới cái việc mà thời gian biểu học tập và làm việc trong ngày của em á, để cho họ hiểu rằng là ok, em đang rất là, em đang cảm thấy khá stress, em cần thời gian suy nghĩ cá nhân của em, em cần dừng lại một chút. Có thể là ok, mai em cần, mai ngày mốt gì đấy em có lịch học thêm, nhưng em đang cảm thấy rất mệt. Nói tóm lại là như vậy. Thì em biểu đạt cái đó cho ba mẹ em, anh chị em vân vân, để cho họ hiểu rằng là em cần thời gian riêng một chút, và em xin phép rằng trong thời gian này em có thời gian riêng. Anh khuyên là như vậy nha, để em, thứ nhất là em có thời gian để em relax, em xả được ra cái gì cũng gì hết. Con người mình có cảm xúc mà, mình không nói là mình dùng logic để mình chiến thắng được. Nếu mình ai cũng làm được vậy thì không ai stress đây hết. Thì em phải dành thời gian riêng cho em đã. Em tự quên đi được cái đó, rồi em bắt đầu em ghi xuống từng cái vấn đề em gặp phải, và em chọn phương pháp, em lắng nghe. Thí dụ khi em nghe cô la em, trong lời cô la đó, cái nào cô la đúng, tức là cô góp ý, thì em ghi xuống. Thí dụ cái đó bài em giải chỗ này nó sai, cô dùng những từ là bài này em giải sai bét, em không có học thuộc bài hay là ABCD gì đó, nhưng trong cái câu nói của cô á, là cô khẳng định cho em là, thứ nhất, bài cách giải này em sai. Thứ hai, cô đưa ra cho được em là cách giải nào nó đúng hay không, em ghi ra. Tại vì thế này, có thể khi em nghe á, em sẽ nhận cái cảm xúc tiêu cực từ cô và em sẽ cảm thấy khó. Nhưng mà khi em đọc lại cái lời góp ý của cô bằng cách viết xuống những gì mà cô góp ý đúng á, em sẽ bắt đầu rút kinh nghiệm cho cái bài mà em làm chưa tốt. Một cách có logic mà bỏ qua được cảm xúc, tại vì em viết lại bằng cái mà em cảm thấy sai. Đó là chuyện thứ nhất, là về mặt nhận những cái thông tin từ phía thầy cô. Cái thứ hai anh khuyên tiếp theo nè, anh nghĩ là em bắt đầu tạo nhiều sự tích cực cho em đi. Anh tin rằng nếu như mà mọi người đều không có vấn đề gì về Covid nha, em thử hẹn các bạn ra học những cái buổi offline xem sao. Giống như anh đã từng nói, anh và nhóm bạn của anh không hề biết rằng chúng anh thực sự có thể học được tốt cho tới khi tụi anh thi được điểm cao. Như vậy có nghĩa là nếu anh liên tục anh nhận một cái chiều feedback, một chiều từ phía cô, anh sẽ nghĩ anh là một cái thể loại học sinh rất là tồi tệ. Anh đạt học sinh giỏi trong năm học cấp 3 của anh chỉ bởi vì tất cả mọi người đều là học sinh giỏi thôi. Đó. Thì anh quên mất cái giá trị của bản thân mình. Em tự học với nhóm bạn của em giải cho những bài của em có vấn đề, em cùng nhau em tìm ra được phương pháp. Và trong những cái lời giải đó, khi mà em học offline với các bạn á, hay là thậm chí online cũng được, nhưng mà anh nghĩ là anh khuyến khích là nào offline. Nếu như mà có vấn đề về Covid thì mình có thể online với nhau, để mình tự giải quyết với nhau, mình tự learning, mình xem sách. Tại vì sách đó em, nó khô khan, nhưng mà chính vì nó khô khan nên nó không có cảm xúc. Nó không có nói với em rằng là mày chỗ này là mày suy nghĩ tè lè. Không, nó chỉ nói là đây là cách giải đúng, đây là cách giải sai. Cái việc mà hồi xưa anh vượt qua được những cái vấn đề bài toán khó đó, làm nhiều. Mà một bí quyết để làm nhiều á, là tạo cái lúc mình làm nhiều cho cảm thấy nó vui vui chút. Một là những lúc mình đang có động lực tràn trề, nhào lên làm bài để chống lại sự trì hoãn là phải nhào vô liền. Cái số 2 là em ghi vô thời gian em làm gì, em tự chừa cho em thời gian em chơi, thời gian em đọc sách, thời gian em đọc báo, thì cũng phải có một chút thời gian học chứ. Thì khi tới giờ học em học bài. Cái tiếp theo đó là em tự có những cái set up, những cái cuộc tổ chức với bạn bè của em để cùng nhau học, chứ không phải là đi học thêm nha.
Như nói nếu mà đi học thêm quá áp lực, thậm chí em xin nghỉ 1-2 ngày nhanh mới nói luôn, để em tự cho em thời gian riêng, rồi em học thêm với bạn em tự giải bài với bạn em và em làm theo cách của em. Đó, cái đó là anh khuyến khích em nên làm thử như phương pháp đó. Ri vừa mới nghĩ ra được một ý mà cũng khá là hay, đó là cái lúc mà thi Anh văn, chẳng hạn như là những cái đợt mà em thi bằng ABC Anh văn á, đặc biệt không áp lực như là đi thi học kỳ ở trong trường, mặc dù là cái kỳ thi Anh văn nó cũng là một cái thực kỳ thi khá là quan trọng. Và Ri thấy là nó có một cái yếu tố nó quyết định trong chuyện đó, đó là thi Anh văn cái hồi mà thi bằng ABC là làm đề rất là nhiều. Có nghĩa là cái vấn đề của Ri khi mà đi thi, khi mà chuẩn bị một cái kỳ thi lớn á, là tới gần tới cái kỳ thi, rất là gần, mình mới bắt đầu đi giải đề. Mình giải những cái đề liên quan tới kỳ thi, tại vì mình nghĩ là mình phải chuẩn bị đủ, mình phải có kiến thức đủ thì mình mới giải đề được. Trong khi á, đi thi Anh văn á, là đã giải đề ngay từ đầu rồi, nghĩa là đã bắt đầu vô làm đề, và sau đó là từ cái đề đó rồi mới học những cái kiến thức để bổ sung, để tăng cái điểm làm đề lên. Thì đó cũng là một cách mà các bạn có thể áp dụng, tại vì cái việc mà test trong cái lúc học là một trong những cách giúp cho các bạn gọi là tăng tiến trong cái khả năng học hành nhanh nhất. Nghĩa là liên tục test khả năng của mình bằng đề, và bởi vì các bạn liên tục làm đề, và các bạn sẽ làm đề, thực ra là nếu mà các bạn nghiêm túc học thì các bạn làm nhiều, các bạn sẽ tìm ra được cái điểm nào mà mình hay sai, và các bạn sẽ tập trung sửa vào cái điểm đó được. Thì nếu mà các bạn làm đề nhiều thì các bạn sẽ có một cái cảm giác là các bạn quen với cái kỳ thi đó hơn một chút, các bạn bớt cái cảm giác mơ hồ đi, và thậm chí là các bạn biết là các bạn cần làm cái gì. Nói chung là như là podcast trước Ri và anh Tuvila đã chia sẻ là các bạn cần làm rõ hết mức có thể những cái gì mà các bạn đang băn khoăn ở trong đầu một cách thật là cụ thể chi tiết. Thí dụ bao nhiêu bài đang thiếu, bao nhiêu cái vấn đề, thí dụ bao nhiêu cái công thức lý hoặc là công thức hóa mà mình đang cần phải ghi nhớ hoặc là cải thiện. Mình càng nhớ, mình càng biết rõ cái đó, mình càng ghi xuống thì mình sẽ càng yên tâm. Nó giống như là đi thi Anh văn, mình biết trước là cái đề nó sẽ có những phần như vậy và nó sẽ có những cái mảng như vậy, và mình đã giải rất nhiều đề nên là mình tự tin là mình sẽ không có quá bỡ ngỡ trong cái kỳ thi đó. Thì cái cảm giác đó nó sẽ giúp cho mình rất là nhiều. Ri tin là như vậy, nghĩa là các bạn nên từ bây giờ các bạn hãy bắt đầu giải đề, học bằng cách giải đề. Ri nghĩ nó sẽ là một cái rất là hay để các bạn có thể giảm bớt cái áp lực của các bạn cho kỳ thi. Có một cái điểm cũng rất là quan trọng chỗ này, nó gọi là về góc nhìn. Mà anh nghĩ là góc nhìn này huy hoàng hay tất cả các bạn đang gặp cái vấn đề mà liệu những điều tôi đang làm nó có đúng hay không, tôi làm vậy nó có trễ quá hay không á. Thì nó có, anh chia sẻ kinh nghiệm cá nhân là từ rất rất là nhiều những cái bạn khác mà anh ngưỡng mộ trong những cái kết quả về kỳ thi cử, mà nói ra nghe rất buồn cười. Đó là như thế này, anh lúc trước á, làm như anh chia sẻ trong cái cách một, là anh là một cái tiếp, đó là anh chuẩn bị trước. Anh ít khi nào mà đợi nước tới chân mới nhảy lắm. Nhưng mà chính vì như vậy, không phải lúc nào mình chuẩn bị trước được hết đâu, sẽ có những lúc mình không muốn chuẩn bị trước được. Thì anh phát hiện ra rằng có một số bạn bạn thi rất là tự tin mà sử dụng một số phương pháp hoàn toàn ngược lại với anh. Các bạn không hề chuẩn bị gì cả, nhưng các bạn mang một tâm lý rất thoải mái. Tại vì các bạn đã chọn cái cách tiếp cận với vấn đề đó, rằng là tới đó tôi giải đề rồi đi thi hết. Các bạn không đặt nặng các bạn là tôi phải biết hết tất cả các vấn đề, trong khi bài thi các em biết rồi, nó vô vàng luôn, nó không biết lúc nào nó ra cái gì hết. Nhưng mà anh hồi xưa anh cũng không hiểu được tại sao lại có những bạn làm được như vậy mà lại có điểm cao. Nhưng mà sau này anh mới hiểu. Mới đầu anh còn tưởng như là một số các bạn khác tưởng thôi, nó hên, nó học bài đó, nó ra sống ra y chang bài đó luôn, nó hên quá ta. Đời đây, đời nó mà đỏ gì chứ, đời sao mà đời nó đen chẳng hạn. Không phải gì đâu mấy em, mà gì nè. Khi mà các bạn giải đề á, các bạn đã có được một thứ mà các em thường không coi trọng thứ đó. Đó là logic của đề thi. Người ta thường hỏi gì nè. Tới cái phần nó có môn hóa hay hỏi gì nè. Môn toán nó có một số các câu nó hay hỏi gì nè. Vô tới đó nó hỏi đúng cái mệnh đề đó của môn này, môn lý này chẳng hạn. Hay là môn toán cứ đúng chỗ đó là nó có cái phương trình giống giống vậy.
Nhưng mà khi mình ngồi mình mọc sách, mình đọc từ trên xuống dưới, đâu có ai nói cho mình biết là ai sắp sửa muốn hỏi gì đâu. Và cũng không ai cho mình biết rằng là ô, tôi thường hay hỏi những cái thể loại gì, và tại sao tôi lại hỏi gì. Mình không có thời gian suy nghĩ trên đó luôn. Nhưng mà mình làm đề nhiều quá các bạn. Nó không cần ra đúng đề đâu, nhưng mà nó gây ngay cái dạng đó thôi là ôi ôi, tôi đã làm cái đề đó nó 5-6 lần rồi, nó khác hẳn với việc là tôi đã học cái đó rất nhiều nhưng tôi chưa bao giờ làm. Cái này rất quan trọng nè. Thí dụ như là giống như anh nói, và cái cách mà các bạn ấy chọn tiếp cận khác anh, có những lúc anh cũng làm y vậy, nhưng mà cái đầu anh lại cho rằng là thôi tiêu rồi, đây là giải pháp cuối cùng, nên tôi mới bắt đầu phải giải đề. Và điều này có lẽ không giúp ích gì cho tôi cả. Nhưng các đối tượng khác thì nghĩ ngược lại. Những đối tượng mà anh nói điểm rất cao quá nha, họ nghĩ vậy nè, đây là phương pháp đúng và đây là phương pháp duy nhất, bởi vì trước giờ tôi có học đâu. Nhưng đây là phương pháp duy nhất. Có thể không ai chứng minh trước cho họ, nhưng mà như anh mới lý giải với em á, họ quen với cách mà đề thi nó ra, họ quen với những dạng câu hỏi, những thể loại mà các cái người mà người ta ra đề, hay là anh nói bộ giáo dục hay gì đó anh cũng chả biết, thì người ta có cái xu hướng người ta ra đề như vậy. Và từ đó người ta làm sai rồi người ta tự củng cố lại ở những điểm đó và hình thành cái logic đó. Cái tiếp theo, người ta làm đề nhiều thì người ta kiểm soát thời gian làm đề thi nhiều, người ta kiểm soát phân bố câu hỏi nhiều, câu hỏi nào làm không qua next. Còn thường mình đó là mình hay bị ì lắm các bạn, từ câu số 1 mà làm không được là mình thấy ghét, nhưng mà những câu còn lại mình không quan tâm, bởi vì mình bị theo thứ tự các bạn. Đánh từ 1 tới 10 là mình coi từ 1 tới 10, chứ mình không hề biết rằng câu số 10 với câu số 1 thật ra nó không khác nhau mấy đâu các bạn, nó khác nhau về số thôi. Và cái tỷ trọng điểm lúc đó mình cũng chưa quan tâm luôn. Nhưng các bạn giải đề nhiều các bạn sẽ hiểu là làm sao tôi có được 6 điểm. Nó khác hẳn với mình luôn, mình không trả lời được câu hỏi đó, tại vì mình không làm đề nhiều. Mình vô mình không biết là câu hỏi nào làm cái gì ra được 6 điểm. Mà mình nghĩ đầu là bằng cách kỳ dị nào đó tôi sẽ đạt được 10 điểm. Nhưng thường tôi không làm được như vậy. Nãy giờ mình nói nhiều về chuyện thi cử, nghĩa là cái vấn đề ôn thi, học thi, nhận lời bình luận từ giáo viên, cũng như là cái cách, cái tâm lý khi đi thi. Thực ra là em cũng rất là đồng ý với anh. Bình thường điểm em sẽ cao khi mà khi vô đi thi em sẽ suy nghĩ là mình làm được. Và thực ra cái tâm lý này nó áp dụng cho rất nhiều người trong rất nhiều trường hợp, thậm chí K-pop idol cũng như vậy. Khi mà các bạn nghĩ là mình làm được, hôm nay mình làm được, các bạn tự thôi miên mình như vậy, xong các bạn đứng giang tay ra, các bạn chiếm nhiều không gian nhất có thể để gọi là tác động vật lý lên trên bộ não, thì các bạn tự tin hơn, thì tự nhiên các bạn sẽ làm tốt hơn. Đó, cái đó là một cái mẹo nhỏ Ri chia sẻ cho các bạn. Thì ở đây thì Ri muốn nói thêm một tí xíu về cái áp lực điểm số. Giống như hồi nãy anh Tu Villa có chia sẻ là có những thời điểm mà ảnh và các bạn không cảm thấy là mình giỏi cho tới khi nhận được một cái số điểm, và từ cái số điểm đó nó hơn những người khác và cảm thấy là mình cũng không tới nỗi tệ. Vậy thì những bạn học sinh hiện tại với một cái áp lực điểm số rất là lớn, là các bạn sẽ phải được điểm như vậy như vậy, thậm chí là những bạn mà phụ huynh rất là áp lực về mặt điểm số phải cao hơn người khác chẳng hạn như vậy, thì thường là em sẽ thấy tình trạng là các bạn cảm thấy rất là tự ti về bản thân. Khi mà các bạn không đạt được điểm số hơn người khác, em sẽ cảm thấy bản thân rất là tệ, bản thân không cố gắng đủ, và nó sẽ rất là stress đó. Thì với những cái trường hợp như thế này thì mình nên suy nghĩ như thế nào để cho nó tích cực hơn? Anh quan điểm của anh ra sao? Thật ra quan điểm của anh á, thì để mà tích cực hơn hay là mình lấy lại động lực, như là chỗ email của bạn như mày hỏi á, thật ra bản chất là mình phải có từng bước hết em. Tức là sao? Mình phải làm được từ những cái việc nhỏ nhất trước, như là mình tự học bài nhỏ nhỏ nè, mình tự cho mình thời gian riêng, mình đừng tự cuốn mình vào một cái guồng xoáy đi học thêm rồi nhận lời feedback rồi liên tục nghe những cái lời nó không hay. Mình phải, nếu mình thấy là mình đang hơi bị quá tải với cái đó thì mình nên tìm cái cách gọi là mình lui về một cái chốn nào đó nó nhẹ nhàng một tí. Sau đó bước thứ hai là mình tự củng cố kiến thức của mình. Bước thứ ba mình đi học nhóm, mình bắt đầu rẽ nhóm. Và như mình nói nè, nếu mình đang gặp vấn đề ở những môn nào rồi, tuyệt đối đừng lao vào làm những câu khó. Các bạn bắt đầu làm ôn tập những thể loại dễ trước, làm những đề dễ trước, và liên tục như vậy. Thậm chí nè, đặt mục tiêu thấp xuống,
thí dụ bạn đang đặt một cái mục tiêu là bạn làm một cái, đặt một cái môn gì đó nó là được 9 điểm thì tổng môn các trung bình các thứ nó mới tốt chẳng hạn, để mình vô cái ngành gì đó thì mình nên đặt mục tiêu thấp xuống chút. Tại vì các bạn nên nhớ để có được số 9 thì nó luôn có số 8 thì phải có số 7 vân vân, cứ thế. Có nghĩa là nếu các bạn cứ chắc cú là tôi làm tới đây tôi được 6 điểm, tôi chắc cú tôi làm tới đây tôi được 7 điểm rồi, và tôi phải luyện bao nhiêu lần, tôi phải học bao nhiêu lần lại, tôi cứ làm tới đây tôi có cảm giác là tôi lấy được tự tin có số 7, thì lúc đó cái mục tiêu 8 điểm của bạn hay là mục tiêu 9 điểm của bạn á, nó có cơ sở hơn. Nó gọi là thay vì bạn đoán định, thay vì bạn mất tự tin bởi vì bạn đặt mục tiêu rất cao và bạn fail liên tục. Nó khác hoàn toàn với việc là tôi đặt thôi, bây giờ mục tiêu của tôi là 9 điểm, tôi đặt xuống còn khoảng 8 điểm thôi, và gần đây tôi làm được liên tục khoảng 7 điểm rưỡi. Có nghĩa là tôi đang khá gần mục tiêu của tôi. Tức là để mình tạo cho mình thấy là mình đang làm gần cái số đó, đó. Chứ không phải là nó quá xa đâu các bạn. Xong rồi dần dần mình nâng lên, mình làm được 8 điểm rồi thì mình bắt đầu nâng lên 8 điểm rưỡi. Tức là cái gì nó cũng phải có giới hạn của nó hết. Và khi mình phó mặc cái kết quả điểm của mình đó, cho vận may đó, thường lúc nào mình cũng thất vọng hết các bạn. Thường lúc nào cũng thất vọng hết. Nhưng mà khi mình nắm chắc được những con điểm mình có thể có, và mình biết rằng thách thức của mình nó nằm ở đâu, và mình chấp nhận cái đó từng bước, thông qua ngày mình làm tới đâu, làm tới đâu, làm tới đâu, sẽ có một lần nào đó các bạn làm được 9 điểm chẳng hạn, thì dần dần các bạn củng cố sự tự tin đó. Và các bạn, anh nghĩ khi đi thi, cái mình không biết trước nó có chuyện gì xảy ra đâu. Không bao giờ mình nói là mình làm bình thường được 6 điểm mà vô đi thi làm 9 điểm là không có hết. Cái số 2 là bình thường mình làm 9 điểm mà vô thi mình làm 6 điểm là bình thường. Nhưng mà sự anh chỉ biết một điều duy nhất như thế này nè, sự khác nhau của những cái bạn mà là vừa học mà cố gắng học nha, có đầu tư cho chuyện học hành, mà kết quả của hai bạn khác nhau á, thượng năm tâm lý hết mấy bạn. Tại vì anh hồi đó, đó là anh có đi thi học sinh giỏi ở nhiều cấp, anh thấy cái tình trạng đó nó diễn ra hầu như hết tất cả các bạn luôn, kể cả anh. Cứ anh có tâm lý tốt, anh chả học gì hết, anh vẫn đậu. Thời điểm đó bởi vì cái anh có tâm lý tốt nên anh sáng suốt, anh có những sự lựa chọn nó dứt khoát, anh tự tin tới quyết định của mình, chứ anh không có hoảng sợ, anh không có dành 5-10 phút để suy nghĩ tôi có nên viết cái ý tưởng của tôi xuống hay không. Mà khi câu hỏi đó đặt ra thì anh chọn cách là anh trả lời trước theo logic mà anh có. Anh làm hết bài thi rồi anh bắt đầu quay lại anh suy nghĩ cặn kẽ sao. Thì anh nghĩ là cái tâm lý nó rất là quan trọng mấy bạn. Và như mình nói là mình làm từng bước nè, để từ đó tâm lý mình được giải phóng. Và khi mà con số trong cái quá trình mà tập luyện của mình nó gần với con số mong muốn của mình hơn, thì mình tự thúc ép cái động lực học của mình nó cao theo cái đó luôn, mà cũng là sự tự tin của mình nó sẽ được gia tăng theo cái đó. Thì anh nghĩ cái phương pháp đó nó là một phương pháp cần thiết cho tất cả các bạn. Mà thường á là các bạn bị kỳ vọng nhanh lắm. Tại vì các bạn nên nhớ rằng thế này nè, tất cả các bậc phụ huynh hay là giáo viên của các bạn chưa chắc đã hiểu hết sự cố gắng và nỗ lực của các bạn, nên là cái kỳ vọng của họ rất nhanh. Họ đặt kỳ vọng rất nhanh, nhưng mà thường họ cái sự thông cảm đi đôi với kỳ vọng đó nó không được xây dựng theo. Bởi vì khi học á, chỉ các bạn học thôi, chứ thường á các những bậc phụ huynh đó, họ không có theo sát các bạn đến như vậy để mà họ nhận được những cái vất vả của mình trong thời kỳ đó. Đó, cho nên là mình phải tự tạo cơ hội cho mình giảm bớt nhẹ nhàng từng bước. Anh nghĩ đó là những cái chiến thuật quan trọng trong việc mà đạt được kết quả tốt của kỳ thi. Và Ri nghĩ có một cái mẹo mà các bạn có thể áp dụng, đó là Ri nghĩ các bạn nên ghi lại cái khoảng thời gian mà mình ôn thi, hoặc là thậm chí là các bạn đếm số bài. Chẳng hạn như là ngày hôm đó các bạn học từ 7 giờ tối cho đến 10 giờ tối, các bạn tô trên đó. Thậm chí là các bạn cho ba mẹ các bạn biết là các bạn đã học trong khoảng thời gian đó, và các bạn đã thực sự học rất là chăm chỉ và rất là đầu tư nghiên cứu. Thì cái điểm số thực ra nó là một cái kết quả không thể kiểm soát được, và cái điểm số nó không làm nên các bạn. Nghĩa là Ri ở đây để gọi là động viên tinh thần của các bạn. Nếu các bạn đã đầu tư thời gian
đầu tư công sức cho việc học hành, và các bạn học hành và các bạn nhìn vô cái bảng mà các bạn tô, cái số giờ mà các bạn đã học, thì các bạn đã rất cố gắng, các bạn đã làm rất tốt, và các bạn chắc chắn sẽ thành công trong tương lai nếu các bạn cứ tiếp tục như vậy. Và Ri tin rằng dù điểm số như thế nào thì các bạn cũng đã rất là giỏi rồi. Và các bạn phải ghi nhớ câu này: khi mà các bạn chăm chỉ làm, cố gắng làm một cái gì là các bạn đã rất giỏi. Các bạn không cần so sánh với bất kỳ ai, đừng so sánh điểm số với bất kỳ ai. Hãy so sánh cái thời gian mà mình học, cái cách mà mình tiếp cận với vấn đề, thí dụ giải đề như thế nào, mình đã bỏ ra nhiều thời gian hơn những bạn khác chưa. Mình nên so sánh về việc đó. Thì khi mà so sánh như vậy, mình sẽ bớt đi cái tâm lý tệ như là so sánh điểm số. Ri chắc chắn với các bạn, khi mà mình so sánh về mặt cố gắng á, và khi mình biết được bạn của mình để có được cái số điểm đó, nó đã phải đi nghiên cứu nhiều hơn, nó phải tìm đến những người giỏi hơn, hoặc nó đã phải học nhiều hơn mình, cái thời gian của nó học nhiều hơn mình, thì tự nhiên mình sẽ cảm cái cảm giác mà nó cao điểm hơn mình, mình cảm thấy là nó cũng xứng đáng. Có thể là mình vẫn cảm thấy khó chịu, nhưng mà mình cảm thấy nó xứng đáng, và mình sẽ cảm thấy là cái điểm số nó sẽ không có làm mình stress như xưa nữa. Đó, thì lúc nào mà các bạn cảm thấy áp lực về mặt điểm số thì các bạn hãy mở lại cái đoạn này của Ri. Nếu mà các bạn đã học rất là cố gắng, rất là chăm chỉ, nghĩa là các bạn rất giỏi, rất giỏi, rất giỏi. Con cái mà nói của Ri nó rất là hay luôn, anh cực kỳ đồng ý luôn các bạn. Đó là các bạn biết sao không? Khi mình đang có một cái vấn đề gì đó trong một cuộc học nào đó, thường á, nó bắt nguồn từ á, nhiều vấn đề, các bạn hiểu không? Nhưng mà trong đó có vấn đề quan trọng là cách tiếp cận mình không đúng. Không phải mình không giỏi đâu các bạn, không ai giỏi hết được hết á. Không ai mà giỏi từ môn A tới môn Z được hết. Bạn giỏi toán thì bạn cũng sẽ phải có một cái môn gì đó nó không tốt, thường là môn văn chẳng hạn, thí dụ vậy. Hoặc ngược lại. Thì bây giờ á, các bạn khi có vấn đề, đừng co cụm trong vấn đề. Nhớ cái topic đó, hồi đó lúc mà mình có chia sẻ một chút, chúng ta hai anh chị có chia sẻ một chút thôi, trong cái tập 1 của cái podcast của mình, đó là các bạn đi hỏi ngay giúp anh những bạn giỏi nhất. Bản chất á, những bạn giỏi nhất á, bạn không phải thầy cô. Các bạn không có dễ để các bạn buông ra cái lời nó nặng nề như là cái thầy cô ở đây mà bạn Huy Hoàng gặp. Mà mình hỏi các bạn là ủa, bạn làm đó, bạn nghĩ bạn làm phương pháp đó, bài toán đó hay là môn đó theo cái phương pháp gì, bạn làm sao? Mình ghi chép phương pháp của bạn, nhớ nha, mình ghi chép phương pháp của bạn chứ không ghi chép cảm xúc của bạn. Thí dụ bạn có nhận xét gì đó trong quá trình bạn nói á, thì mình không cần ghi lại đâu, mình chỉ ghi đúng phương pháp của bạn thôi. Về mình thử học theo cách tiếp cận đó. Thứ nhất, cái đó gọi là learn from the best. Cái thứ hai á, là mình không bị so sánh nữa, giống như chị Ri mới nói vậy đó. Mình hiểu ngay cái bạn giỏi nhất là bạn suy nghĩ khác mình. Mà chính vì cách tư duy đó là cách tư duy đúng để học được cái môn đó và làm được cái bài đó. Mình ghi xuống, mình học theo cái đó, hết. Mình không cần phải so sánh gì với bạn hết trơn. Đừng nói là tại sao nó 9 điểm, mình cũng học giỏi mà nó cũng học giỏi. Tại sao nó thi môn đó 9 điểm mà mình thi môn đó 8 điểm? Tại sao nó thi môn đó 10 điểm mà mình thi môn đó 7 điểm? Người ta nhìn vào kết quả rồi người ta so sánh, nhưng không ai quan tâm tới quá trình. Những chị Ri đó rất chính xác. Nhưng khi mình quan tâm tới quá trình thì sao? Để mình thực sự mình làm được cái đó hiệu quả, nói á, thay vì mình ở nhà mình đọc sách, mình mày mò ra hỏi luôn: bạn A, sao bạn làm bài đó được 10 điểm vậy? Bạn B, sao bạn làm cái câu mà cô cho ôn tập bữa nay mà ngon lành quá, nhanh quá, và còn chính xác nữa. Hỏi bạn đó, ghi lại, lần sau học làm y chang. Hỏi cụ thể vô. Thì mạnh nói nghe là không sao đâu, hỏi lần đầu nó không cụ thể lắm, bài đặt ngại ngùng. Hỏi 10 lần là các bạn có nghệ thuật hỏi luôn. Thì đó là một cái điều rất quan trọng. Tại vì bạn giống như mình nói á, giống như chúng ta mới nói nhau á, là mình nhiều khi mình hỏi là thầy cô cũng khó lắm. Tại thầy cô nhiều khi giảng nhiều quá mình chưa hiểu. Bây giờ hỏi nữa nó kỳ. Và nó có nhiều cái yếu tố không hay trong đó lắm, rồi bị la lum. Nhưng mà mình hỏi bạn mình có sao đâu. Nói bạn ơi, giờ nói gì tôi không hiểu. Giờ bạn hiểu cái đó sao vậy? Nhiều khi cách bạn nó hiểu hoàn toàn nó dễ hiểu hơn cho mình. Đó. Mà khi mà nói chuyện với bạn mình như mình nói rồi đó, thậm chí nha, không nhất thiết phải là được learn from the best. Learn from the best nghe nó hơi kỳ, cũng nghĩa là phải lựa lọc. Chỉ cần em chọn bạn nào mà làm được thôi, trong nhóm bạn của mình mà ở bạn đó hiểu hơn mình, chỉ hết. Đừng có cảm thấy là mình ở đây cô đơn lẻ loi, ba mẹ không học chung với mình rồi mà bây giờ điểm nó còn xa vời nữa. Thì còn có bạn của mình, các bạn tận dụng nó vô. Hồi xưa là, nhưng mà cái chuyện này đặc biệt là học sinh rất ít khi làm nha.
kiểu như là bị áp lực về mặt điểm số và tự so sánh điểm số với nhau á, nên là sẽ có một cái tâm lý ganh tị nhất định với những cái bạn điểm cao, và thường là sẽ ngại hỏi và sẽ có tâm lý là hỏi chắc gì nó là trả lời. Nhưng mà thiệt sự á các bạn, mặt dày lên, Ri là sống gọi là đi làm việc nhiều á, thì sẽ thấy là bạn nào mà càng mặt dày trong cái việc đi hỏi người khác, không có ngại một cái gì hết, thì họ càng học nhanh và càng biết được một cái gì đó nhanh. Tại vì có người để hỏi xong lấy đường tắt mà lại phải tự mình đi tìm, đúng không? Đó, thì các bạn cứ hỏi đi. Ví dụ gặp người mà biết đã làm được cái điều mà các bạn không làm được thì các bạn cứ hỏi. Hỏi người ta không trả lời thì thôi. Cũng quan trọng là cái cách mình hỏi nó có thiện chí hay không nữa. Nhưng mà mình cứ hỏi thôi, các bạn đừng ngại ngùng gì hết. Anh thấy cái đó rõ ràng luôn các bạn. Thậm chí là anh thấy cái đó nó tới gọi là cái tuổi của anh ấy, thì cái mối quan hệ của anh nó bắt đầu nó mở rộng tới những cái anh chị mà ba mấy, bốn mấy, thậm chí là 50 tuổi. Nên là anh thấy cái chặng đường làm việc nó còn dài. Cái cuộc sống của mình nó bao la các bạn. Không phải là ngày hôm nay mình đi dậu cái trường này mà hay là mình học được 10 điểm này là mình đảm bảo trong tương lai. Không ai nói được chuyện đó hết. Cho nên là cái chuyện mà ở đây mà chị Ri mới nói là mặt dày hay là gì đó, nó là thật ra nó giúp cho các bạn, nó đã áp dụng những cái mà mình vừa mới khuyên đó. Tức là mình bỏ cảm xúc của mình ra một bên khi mình nói về logic. Khi chúng ta làm một cái gì để đạt được một cái thành tựu gì, mà ở đây mình đang nói rất cụ thể là học làm sao điểm cho nó cao. Điểm, bản chất con điểm là logic các bạn, chứ không phải cảm xúc. Cái logic đó nó phải có phương pháp và nó phải có gọi là thời gian nữa. Nhưng rõ ràng là anh rất là cổ vũ các bạn tự học rồi tìm cái phương pháp. Đó là điều mà sẽ giúp chúng ta đi xa hơn trong vòng mấy chục năm, giống như tuổi anh này là hơn tuổi nữa. Nhưng mà trong những lúc các bạn cần kiếp nhất hay thời gian mà nó không có cho phép đó, thì bạn phải tận dụng phương pháp còn lại. Đó là phương pháp học hỏi nhanh từ những cái bạn giỏi hơn. Tại vì nếu cái mà mình đang suy nghĩ nó không giúp mình giải quyết được trong vòng một ngày nữa đó, thì có phải các bạn bạn làm cái cơ hội để đạt được thành tựu của các bạn nó mất đi. Trong khi bạn chỉ cần hỏi 2-3 bạn nữa thôi, bạn chỉ cần bắt máy lên, bạn gọi cho nó 15 phút, hoặc là bạn chạy thẳng vào nhà nó, tặng nó một cây kem. Anh nghĩ cũng anh prefer giải pháp là đi qua gặp nó, gửi lời cảm ơn, tặng nó một nụ cười hơn là một cây kem. Thì nhiều khi bạn muốn ăn kem thì mình thôi mình tải cái kem đi rồi mình hỏi câu hỏi nó dễ hơn, nếu mình không quá thân với bạn đó. Còn nếu mình thân, anh nhắc lại, hãy tận dụng nó. Vậy thôi. Tại vì mình thời gian mình không có mà. Nhưng mà khi mình nghe xong mình giải quyết được vấn đề của mình nhanh, để mình còn qua vấn đề khác nữa. Cuộc sống nó có nhiều cái muôn hình vạn trạng chờ các bạn phía trước lắm. Ok, hôm nay Ri hy vọng là đã có thể giải tỏa được phần nào tâm sự của các bạn trong mùa thi về áp lực thi cử, cũng như là mẹo nhỏ nhỏ để các bạn có thể lấy lại một chút động lực và tiếp tục học ôn thi và tự tin bước vào kỳ thi sắp tới. Nếu mà các bạn đang ôn tập và rất là chăm chỉ thì các bạn rất giỏi. Hãy luôn ghi nhớ điều này. Và đi chúc các bạn đầy sức khỏe, đầy niềm tin và đầy cảm hứng. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong podcast lần sau. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các bạn thành công.